7 km thì cuối cùng tôi cũng đã đặt chân để được đi đảo Củ Chi. Hôm nay trời nắng vẫn đẹp, thời tiết tuyệt vời để tham quan đi đảo Củ Chi. Hình như đây chính là một khu bảo tàng khi nhỏ và chiếc máy bay bên kia. Bảy trong rồi hố đinh miền trái mình gọi chung là những cái cạm bẫy để cản bất kỳ của địch ngay từ đầu này. Đi chụp hình có gì đâu. Và đây là chiến hào nha. Tiếp theo đây mình qua chiến hào. Chiến hào dùng để chiến đấu, những cái cạm bẫy phía trước là cản bước tiến. Bây giờ mới diệt địch. Mỗi người chọn chỗ đứng như thế này, nép mình vào đây thì có chỗ người khác di chuyển. Và có lỗ trong ngoài đó mình đặt súng bắn về phía trước. Và lúc này thì chiến hào kết nối với đi đạo à, gọi là khi tiến thế công, khi lùi thì mình có thế thủ nha. Và tiếp theo đây là cái cách đào địa đạo. Một cái tổ thì thường có 3 người hoặc 5. Trước khi đào phải xác định gác đất cứng, cách đất cứng, mặt đất ngầm hay sau. Một người thì đang đào bên dưới, người thứ hai thì kéo đất lên, còn người thứ ba thì bưng đi. Và phải ngụy trang nhé. Vậy xin mời mình cứ đi thẳng vào trong nhà xem và chụp ảnh kỷ niệm nhé. Mình sẽ đi ra ngoài luôn, không quay trở lại đường cũ nhé. Đi một cái vòng tròn ra ngoài. Ở đây là nhà đầu tiên kiểu nhà lá và danh đất của vợ chồng anh bộ đội. Anh sống bằng nghề là chăn nuôi heo trà. Mình chăn bằng đất nội chụp mấy chán thôi. Mỗi lên đó là mỗi ngày làm việc là chán mặt và nông ruộng. Của vợ chồng anh du kích. Và tiếp sau đây là trạm thông tin. Mình là thông tin mình đi đào, già thì phụ giúp như là sửa cuốc, đăng ký tiếp cơm nước, trẻ em thì chăn trâu cảnh giới. Mình không trực tiếp thì gián tiếp, mỗi người có công việc của mình để tham gia đạo đi đào. Giả hơn gia đình trung nông trong vùng giải phóng, có những chiếc xe kéo như thế này, đây là xe ngựa, bên trong là xe trâu và xe bò. Tất cả thì được làm bằng tay hết, xay lúa và giã gạo. Nó có 4 công đoạn. Thứ nhất là xay, thứ hai là quạt và thứ ba là giã. Cuối cùng mình dựng sàn để có được hạt gạo. Nhà khá giả nhưng mà khác về kiểu dáng và cấu trúc nhé. Ở những cái gian sinh hoạt nhà này nó thẳng luôn phía sau nhà. Còn ngõ nhà này là ngõ âm dương, nhà bên kia là ngõ móc. Ở trong nhà phải có những cái nội thất đầy đủ như là tủ thờ. Cô chú anh chị các bạn, mình cuối mình tham quan ra đó mình nghỉ ngơi ăn uống à. Bà này đâu bị khách người đi đệm. Bà này nó gọi là cứng vị địa điểm luôn à. Các bạn nào xong rồi mời tiếp theo các bạn nhé.
xin lỗi. Bên nhắc này thì chợ trung tâm tiêu thụ khác là trung tâm trường là tại chợ. Trên đường vào chợ thì bên tay phải là quán nước và bên tay trái là số quán ăn dùng cho người dân. Nhưng mà vì chiến tranh thì không đủ bao nhiêu sắt thép mạnh mẽ bom pháo như thế này làm vào khu cửa tấn công. Lo ven từ quán ăn quán uống đặt cạnh chợ xung quanh chợ như thế này để thuận tiện cho người dân. Xung quanh thì luôn có hào. Vì tình hình đã bắt não các em có chỗ trú ẩn an toàn. Xin mời anh chị các bạn cứ đi thẳng vào bên trong ngồi ghế chụp ảnh kỷ niệm cùng với lớp học. Cổng vô đi. Hai dạy à. Vô đi bóng. Ngồi làm đầu này bóng. Có một điều đặc biệt ở địa đàn Củ Chi đó là những người ở đây, những người bảo vệ khu di tích đã tái hiện cách rất là sống động từ hình ảnh nhà cửa cho đến âm thanh, tái hiện cách như là mình vừa trở về chuyển những hình từ quá khứ. Những mẹ như nước trong người chảy ra. Vâng, chắc chắn đây là một khu Đại Liên. Tôi quá. Diễn biến trận đánh vây đồn diệt viện tại xã An Nhân, Tây Trung, quận Trung Đoàn 1, chủ lực miền Nam và tiểu đoàn 1 quyết thắng ngày 10 tháng 7 năm 1964. Ngoài mình trồng hai bên rất nhiều, gọi là trồng tre kia kết hợp để điều trị. Và xung quanh trạm thì trồng tre nhiều, cái tre này che chắn bản bệnh quần áo rất an toàn nhé, mọi khi mà lên bắn phá vào đây. Wow. Ủa, cả con dơi. Oh shit. Đây là tác giả của môn thể thao mạo hiểm đã thất truyền bao lâu và đã lưu truyền lại tên quản trị tên là bác Tô Văn Đức, sinh năm 1942, được tên là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Xưa thì tháo cái đầu nổ ra rồi khi cưa thì cháy nước chế vào cái lưỡi đó để tránh nhiệt khi lưỡi trước nóng gây cháy nổ. Lấy được thuốc nổ thì đem qua cái hầm bác Tô Văn Đức chế tạo những quả mìn nhỏ mình tự tạo tự chế. Và tiếp theo đây là cái bếp hoàng cầm mình đang nấu củ mì củ sắn ở trong này, nơi hướng dẫn kỹ là cái chỗ nấu mà khói thì dẫn ra đến nơi đây. Nấu một nơi mà khói dẫn ra nơi xa như thế này ý nghĩa là nấu dấu khỏi để cho địch không có phát hiện được. Và trong chiến tranh có thể là dẫn xa hơn hoặc là chẻ ra nhiều ngõ nữa, không cho lên được cao trên mặt đất để địch không phát hiện, ý nghĩa là nấu dấu khỏi. Rồi cô chú chị nào mình xem xong ra ngoài nhé, nghỉ chân và hút. Đâu có nóng đâu mà giờ. Khói thôi chứ đâu có nóng đâu. Ở ra ngoài mình nghỉ chân vài phút nha, thưởng thức củ mì củ sắn ở phía bên ngoài này. Nước hai em không? Leo.
Tiền nhất trên đất Cô Chi là từ năm 1969 đến 1972. Thời gian này thì địch ném bom như rải thảm và chất độc hóa học rải xuống 500.000 tấn bom pháo và 480 tấn chất độc hóa học để ném xuống Củ Chi, biến Củ Chi thành vùng đất cằn. Bên trên lúc này thì không còn nhà cửa, cây cỏ, động vật. Người dân, du kích và bộ đội mới chuyển hoàn toàn vào trong lòng đất để sống và chiến đấu với cái phương châm một tấc không đi, một ly không rời bám trụ cho đến ngày toàn thắng. Để trong chiến tranh thì sẽ không có cái thứ nhất là cái rào này, và cái thứ hai nó không bên trên giống như là cái nắp chị mình nhìn thấy thì những cái bẫy tất cả luôn, những tất cả những bẫy và tất cả cái cửa hầm lên xuống đều phủ bằng lá cây hết. Rồi ở đây á, ở rừng lá cây rất nhiều, cứ qua đi mình là sẽ có lá nó rụng xuống này, cho nên mình chúng mình mỗi trang lên thì lá cây nó rớt tự nhiên xuống luôn, sẽ tự mỗi trang tiếp tục luôn. Thì đối phương nó đi khi mà đi tới nó không phát hiện được dặm phải. Anh chị thấy hai cái nắp này có hai cái mặt. Do cái mặt này nằm bên trên á, khi mà quay rớt xuống quay đóng lại tiếp thì cái mặt bên dưới sẽ đưa lên trên lại, thì những tên lính Mỹ nào mà không thấy tiếp tục nhậm mà rơi xuống. Nhưng mà những cái bãi này thường á là chỉ một nhóm một đòn nó đi như vậy, chỉ một hai tên nó rớt xuống thôi, tới đây còn lại nó phát hiện này là nó không bị rớt xuống nữa. Nhưng mà chú ý là cái bãi trong này tác dụng chính là mình đánh vào cái tâm lý của đối phương, có một tên rơi xuống thì những cái bãi nó sợ hơn phía sau bạn, cũng như là giảm cái phần một phần chiến đấu của đối phương này. Tại vì ví dụ như một tên lính Mỹ mà rớt xuống này thì biết là lính Mỹ rất là to, muốn kéo nó lên được á ta cần hai người hoặc là ba người kéo lên sau bồi diêm nó đi. Thì khi mà nhiều người bị thương đi là không cầm xuống chiến đấu được, là đi chậm thì có người bị cắt đủ thời gian để mình tập trung lực lượng này để đánh trả, để nếu mình trả không được mình sẽ rút lui đi này cắt. Cái này không bắt buộc nhưng mà anh chị nào muốn thử thì hãy thử mà thử lần nha, thử đi, chị nhảy xuống đây nhảy xuống cái đồng anh. Chỉ đi tầng 1 thôi, đa số sẽ đi tầng 1 và chỉ có một đoạn dài nhất là sẽ đi tầng 2. Dạ. Tài hợp đồng chiến đấu, nhờ biết vận dụng linh hoạt các lối đánh tích cực, giành đai du kích Củ Chi ngay từ đầu đã giành được quyền chủ động. Mình trên một mét vuông của đất Củ Chi phải hứng chịu vai của nước ba mạnh quân đạn nữa. Và 124 gram các chất hóa học thì trong đó có chất dinh dưỡng. Để biết thêm về cấu trúc địa đạo chính như nào, mình mời cô chú chị cùng về mình chị cùng học chị cùng mình. Phần trên mô hình là quan cảnh mặt đất Củ Chi trong những năm chiến tranh ác liệt nhất. Phần dưới mô hình là phần mặt đất của địa đạo. Do địa hình địa vật bên trên mặt đất đều bị san bằng nên mọi sinh hoạt của lực lượng vũ trang và đồng bào đều được di chuyển xuống lòng đất. Bên dưới địa đạo có ba đường sông. Dạ chú ơi, mình tập trung ở đây giùm con đi chú. Bên dưới địa đạo có ba đường sông. Đường sông dưới có mặt đất từ 2.5 từ 3 mét. Dạ mình tập trung tới chỗ đi chung cái đoàn này đi chú. Ở đây không được đi tham quan tự do đâu nha chú. Đến mấy giờ thì hết rồi? Kịp chuyến bay á. Dạ ở đây là tí xíu. Con nghĩa hiệu xong rồi đi với chú. À rồi, ta kêu đó. Rồi đi vô. Tầng thứ 2 cái mặt đất từ 4 đến 6 mét. Tầng thứ 3 cái mặt đất từ 8 đến 10 của những nơi lên đến 12 mét. Tân đoạn địa đạo, cái nhỏ lỗ hông hơn nữa này, để đưa không khí lên và xuống địa đạo. Hôm hội họp và làm việc, hâm ăn được nối liền với bếp nấu giống khối của lực lượng Hoàng Cầm. Hoàng Cầm là tên gọi của người chiến sĩ đã sáng tạo ra bếp này trong chiến dịch hòa bình năm 1951. Thì đặc điểm của bếp nấu đây là khi nấu khói không bốc trực tiếp lên cao và sẽ theo ống dẫn khói vụ chú khói ủ đầy đầy sang ngụ khác, và khi lên đến mặt đất sẽ như một làn sương mỏng bay la đà khiến đối phương và máy bay không phát hiện được. Hâm nghỉ ngơi khi chiến đấu, hâm dự trữ lương thực và vũ khí để sử dụng lâu dài. Hay đặc biệt du kích Củ Chi cũng sử dụng theo bản ủ ổ chiến đấu. Các ủ ổ chiến đấu này được liên hoàn với các chiến hào bên trên mặt đất. Phía trước các chiến hào được đặt nhiều trong mềm trạm bẫy, khi phát hiện đối phương đến gần khoảng 20 mét thì sẽ đổ xuống. Và nhằm duy trì và phát huy lực lượng, hay các ủ ổ chiến đấu này chỉ được bố trí từ 3 đến 5 người, nhưng có thể tiêu diệt đến hàng trăm đối phương trong một thời gian. Dạ xin lỗi ạ, đoạn của cô chú hồi nãy có anh kia đi cùng đúng không ạ? Dạ mình kêu anh kêu quay lại giùm con ha, ở đây là đi không có được đi ham quan tự do ha, đi bị lạc á. Bên dưới đi đào đây là hầm có kích thước hình chữ A, có tác dụng là chống sụp lở đất khi bơm khói nổ bên trên. Ngoài ra đây là một trong nhiều giếng nước để phục vụ cho việc ăn uống và sinh hoạt bên dưới đi đào. Tân đoạn đi đào nối liền với nhau bằng một nắp bí mật.
tôi được gọi là nắp trăm, nắp mỏng, có tác dụng là ngăn nước, hơi ngạt, chất độc hóa học vô quân Mỹ bơm xuống từ đầu. Đặc biệt với những bạn em nhỏ hẹp như này, du kích với tư thế này mới có thể qua lại được, người bị cao to sẽ không thể qua lại được. Cũng đi vào đặt trường hầm trong bên dưới địa đạo thì bình thường du kích sẽ đất mất bán cho qua lại. Khi phát hiện đối phương xuống được địa đạo sẽ rút bán vào người trang. Đối phương sơ ý và lột xuống hầm trong. Và tùy vào địa hình và dáng đất thì bên dưới địa đạo có nhà nói là vị sư Trường Ông. Và nhà hải hóng địa đạo chiến tranh, một quân và dân cụ chi mới có thể bám trụ đất trên vùng đất giải phóng và đánh bại một quân chủ nào cũng bị trên vùng đất cụ chi. Và rồi những chiến tranh đấy là hết.